cố gắng, con lấy cái tay của mình vịn vào cái thanh cầu thang, nhưng mà con dùng hết sức bình sinh, nhưng mà nó cũng không có thể níu mình lại. Và lúc đó con rơi tự do từ trên lầu rơi xuống. Cuối tháng 6 năm 2016 là một cái ngày định mệnh mà bác sĩ trả con về, coi như là không can thiệp được. Và kể từ đó thì con gắn liền với chiếc xe lăn. Thời điểm đó con rất là sợ chết, con muốn ở bệnh viện không, nhưng mà mình đấu tranh không được. 10 giờ tối là mẹ dắt xe lủi thủi mẹ đi làm, vì mẹ phải thức trắng đêm. Đôi lúc con muốn đó là mình tự giải thoát mình để không là gánh nặng cho cha mẹ nữa. Cái lúc mà cha cứ ép con ăn hoài thì con không có ăn, thì con mới gạt tay cha ra và muỗng cơm nó văng tứ tung. Thì cha con mới tức, rồi cha con mới nói đến con chó, nó không có gì ăn, nó còn đi ăn phân để nó sống. Tại sao con còn sống? Cha mẹ lo cho con mà con không ăn để con sống. Xuân Hương xin trân trọng kính chào quý khán giả đến với chương trình Bước Qua Cánh Cửa. Chương trình của chúng ta lần này xin giới thiệu một nhân vật rất là đặc biệt. Đó là thạc sĩ Đặng Hoàng An đến từ Long An. Xin chào Hoàng An. Dạ, con xin chào cô Xuân Hương và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Bước Qua Cánh Cửa. Anh Đặng Hoàng An sinh năm 1991, cựu giảng viên Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, anh bị tai nạn cầu thang, rơi tự do từ tầng 2 xuống, bị dập tủy hai chân không thể đi lại được. Nhưng nhờ sự yêu thương và chăm sóc tận tình của cha mẹ, anh đã vượt qua và làm bạn với chiếc xe lăn gần 8 năm qua. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện nghị lực của anh như thế nào nhé. Đầu tiên hết, Hoàng An giới thiệu một chút xíu về mình. Ngay từ nhỏ thì con cũng là sinh ra lớn lên dưới quê thôi, gắn bó với ruộng đồng ở dưới quê mình. Ba mẹ con là một cái người không có cơ hội để ăn học như những bạn bè đồng trang lứa khác, nên là ngay từ nhỏ con luôn được cha mẹ tưới tẩm vào trong suy nghĩ của mình, đó là bằng mọi giá và bằng mọi cách sẽ cho con ăn học. Và con cũng nhận ra được việc đó, nên ngay từ nhỏ con xác định rằng đó là việc học của mình không chỉ cho chính bản thân mình, mà mình còn viết tiếp ước mơ thay cho cha với mẹ của mình. Nên là con cứ thế là con cứ đi học. Và cũng như bạn bè khác thì học xong 12 con thi vào đại học. Và cái may mắn của con là con thi vào trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Đậu thì con cũng học 4 năm, rồi sau đó con cũng thi thử lên cao học và may mắn là con cũng đậu tiếp. Và sau đó ra thì con cũng có khoảng thời gian để gắn bó với trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh với tư cách đó là giảng viên của một trường đại học ạ. Cô muốn hỏi Hoàng An về câu chuyện của Hoàng An cho nó rõ hơn. Xin lỗi là thấy Hoàng An ngồi trên xe lăn, đây là tai nạn hay là bẩm sinh? Con bị tai nạn, mà cái tai nạn của con khác với mọi người, không phải là tai nạn giao thông. Mà trong năm 2016 thì trong một lần con đi từ cầu thang trọ đi xuống. Cái phòng trọ của con thì mấy anh mà ở chung đi làm công việc văn phòng nên không có ai ở nhà. Con là giảng viên, hết tiết thì mình được về. Và con tính đi mua đồ cá nhân, thì không may trong cái quá trình mình đi từ trên cầu thang đi xuống, thì con ở trên tầng 2 đi xuống, thì giữa chừng thì tự nhiên sâu ở bên trong con con cảm thấy đó là mọi thứ nó tối sầm dần lại. Và mồ hôi nó ra rất là nhiều. Và tay chân của mình thì nó bủng rủng hết. Mà con cố gắng, con lấy cái tay của mình vịn vào cái thanh cầu thang, nhưng mà con dùng hết sức bình sinh, nhưng mà nó cũng không có thể níu mình lại. Và lúc đó con rơi tự do từ trên lầu rơi xuống. Và cú chấn thương mình té rất là nặng như vậy, thì nó chấn thương vào cái vùng sống lưng của con. Nó ảnh hưởng, nó làm cho tủy của con bị yếu, bị suy. Nên là kể từ đó thì con nhập viện. Và sau 2 tháng nằm viện, 1 tháng ở bệnh viện 30 tháng 4, rồi thấy tình hình không ổn chuyển qua Chợ Rẫy thêm 1 tháng nữa, nhưng mà không có phác đồ điều trị nào để phù hợp để cứu chữa đôi chân cho con. Con nhớ là cuối tháng 6 năm 2016 là một cái ngày định mệnh mà bác sĩ trả con về, coi như là không can thiệp được. Và kể từ đó thì con gắn liền với chiếc xe lăn. Đến nay là cũng bước sang năm thứ 8. Cái lúc đó té đó là té dọc theo cầu thang lăn xuống hay là như thế nào? Dạ, cái lúc đó thì con cũng không mường tượng mọi thứ nó diễn ra như thế nào. Tại vì sau khi té xong thì con cũng nằm bất tỉnh tại đó. Rồi sau một khoảng thời gian con nằm bất tỉnh rồi thì lúc sau thì mình mới mở mắt ra lại. Thì theo quán tính thì con cũng muốn đứng dậy đi lên lại cầu thang thôi, mà mình cũng không biết là tại sao mình nằm ở đây. Thì mình hồi tưởng lại thì mình mới nhớ à, thật ra mình bị té. Và thời điểm đó thì con thấy ở bên ngoài thì chân mình ngay chỗ đầu gối thì nó cũng sưng lên rồi, lưng thì lúc đó mình cảm giác nó đau hơn bình thường thôi. Nhưng mà lúc đó con cũng ỷ lại rằng đó chắc mình té cũng không sao, nên là ráng cố gắng qua hôm sau rồi mình đi bệnh viện luôn. Nhưng mà qua hôm sau là quá sức chịu đựng rồi, nó nhức quá. Dạ, và lên tới bệnh viện thì lúc đó bác sĩ nói là bây giờ nhập viện luôn. Thì lúc đó mình mới bàng hoàng. Nhưng mà trước cái lúc té đó thì có bị thiếu ăn, có bị suy nghĩ cái gì không hay là sao? Chắc con nghĩ là cái khoảng thời gian mà trước diễn ra biến cố thì gia đình con cũng có xảy ra một việc nữa. Đó là gia đình của con năm 2016 đó, thì gia đình cũng đơn chiếc. Em con thì đi lính nghĩa vụ công an ở dưới Trà Vinh, trong khi đó cha mẹ thì cũng đi làm, không có ai ở nhà. Thì không may có một cái người cô ở hàng xóm á, cô bị mất năng lực hành vi về dân sự, nên là cô sang cô đốt hết giấy tờ, quần áo, sách vở, nói chung là đốt nhà con. Thì khi mà cha với mẹ chiều đi làm về thì thấy là chỉ còn tro thôi, tro tàn ở đó, thì cha mẹ mới gọi con về. Thì thời điểm đó giữa Sài Gòn và Long An thì con cứ chạy đi chạy về. Thì thời điểm đó con làm cũng có tiền nên con cũng lao vào công việc rất là nhiều. Mỗi ngày mất ngủ một ít, nó yếu từ bên trong. Mà thời điểm đó là mình cũng ỷ lại sức khỏe của mình tốt, ổn, không sao, nên là không đi khám định kỳ. Thì không may là mình bị tụt canxi rồi hạ đường huyết đồ, nên nó mới té xuống và nó dẫn đến cái biến cố như vậy. Rồi ai đưa con vô bệnh viện hay là tự đi một mình? Dạ, hôm sau thì một cái người anh làm chung ở chung cái nhà trọ cùng với con đó, thì anh đó đưa con đi bệnh viện. Rồi lúc đó con có dám cho gia đình hay không? Cái khoảng thời gian đó là khoảng một tuần đầu là con không có dám cho gia đình hay. Tại vì nhà mình cũng mới trải qua cái biến cố nữa rồi, mà cha mẹ cũng phải đi làm nữa. Rồi bây giờ mình báo tin như vậy thì cha mẹ phải lên lo lắng cho mình nữa, thì con sợ gia đình bị suy sụp tinh thần nữa. Nhưng mà trong vòng khoảng một tuần sau thì tình hình không thuyên giảm, và bác sĩ nói là bây giờ là phải kêu gia đình lên đi. Thì lúc đó con mới báo cho mẹ, và mẹ cũng cùng với cha cũng xin nghỉ làm để hai người lên lo cho con ở bệnh viện. Khi ba mẹ lên tới nơi gặp con thì ba mẹ như thế nào? Mẹ liền cái túi đồ, mẹ nhào lại, mẹ ôm chầm lấy con. Và cái kiểu như là mẹ khóc mà giọt nước mắt của mẹ rơi vào da thịt của con á. Cái thời điểm đó con cũng cố gắng gượng, nhưng mà con cũng khóc theo mẹ luôn. Cái hai mẹ con khóc, có cái khoảnh khắc nó rất là đẹp mà. Cái lúc đó mình xúc động, cái trời Sài Gòn tự nhiên nó chợt cơn mưa luôn cô Hương. Nên là con, cái khoảnh khắc đó con nghĩ là trời cũng khóc thương thay cho mình luôn. Và con vẫn nhớ đến bây giờ luôn. Lúc đó là con đã biết là nặng lắm không? Biết hết là con đã bị như thế nào chưa? Bác sĩ cho con biết chưa? Con chỉ biết là chân của mình nó yếu dần và nó đau càng ngày càng hơn thế nữa. Nhưng mà lúc đó là bác sĩ không có thông báo cho con, mà mỗi lần như vậy thì bác sĩ đều kêu mẹ ra bên ngoài. Và mỗi lần như thế con đều dõi theo cái hình bóng của mẹ. Con vẫn nhớ qua cái khe cửa nhỏ của bệnh viện 30 tháng 4, không ít lần con thấy mẹ mình rơi nước mắt. Và những cái giọt nước mắt của mẹ đó khiến cho con cảm thấy mình vô dụng á, mình trở thành gánh nặng cho mẹ. Khi mà nhìn những giọt nước mắt của mẹ rơi, tự nhiên trong lòng con rất là đau, kiểu như là nó rất là khó diễn tả. Con chỉ biết đó là mình khóc, nhưng mà mình cố để cho mẹ đừng có thấy là mình khóc cùng. Cái lúc mà con nhờ mẹ con kè đi vệ sinh thì cái chân của con tự nhiên nó khuỵu xuống luôn, nó không giữ được. Thì cái con mới nói mẹ ơi, không lẽ bây giờ chân con đứng hết được nữa rồi hả mẹ? Thì mẹ vẫn nói đó là bây giờ bác sĩ rất là giỏi, nên là con cũng đừng có nghĩ tới những cái chuyện xa vời. Rồi khi mà thấy tình hình càng ngày càng yếu, cơn đau nó tìm về với con là từng giờ, từng phút, từng giây. Rồi xong chuyển qua bên bệnh viện Chợ Rẫy, thì cái hôm bác sĩ mới thông báo gia đình á, thì bác sĩ mới nói bây giờ là hết phác đồ điều trị rồi, nên là thôi đưa cháu về để có gì điều trị đông y đi. với bên Tây y là can thiệp không được. Thì cái lúc đó con như bị vỡ vụn ra và cái niềm tin trong con nó không còn nữa, cái tia hy vọng cuối cùng cũng không còn, mà mình tin vào bác sĩ mà bác sĩ cũng nói như vậy. Thì cái hôm con nhớ là cái hôm ra viện á, cha con với cái người cô em của cha thì dọn đồ cho con hết rồi, nhưng mà con vẫn mặc cái áo xanh của bệnh viện, con ghì vào hai cái thanh giường bệnh đó, con không muốn về. Tại vì con nói về rồi lúc mình lên cơn đau nhất rồi mình sốt nữa, không có bác sĩ thì thời điểm đó con rất là sợ chết. Con muốn ở bệnh viện không, nhưng mà mình đấu tranh không được, chấp nhận mình đi về. Và cái hôm mà ra viện về thì mọi người sẽ có tâm lý rằng là mình hết bệnh mình về mình vui. Còn đối với con đó là cái hôm đi về như là con đi vào một cái đường hầm tăm tối trong cuộc đời của mình. Tất cả những cái cánh cửa tương lai, những cái tia hy vọng kể từ đây nó sẽ chấm dứt. Cha đẩy con lướt qua từng dãy hành lang của bệnh viện. Con không màng mọi thứ nó diễn ra xung quanh như thế nào, con chỉ biết nhìn vào hai chân mình như thế này thôi. Và con cứ nghĩ rằng cuộc đời mình kết thúc rồi. Rồi khi về đến nhà, cái con thấy mọi người rồi ông bà lớn tuổi đến thăm mình, như nhìn mặt mình lần cuối á cô Hương. Khi về tới nhà là một cái chuỗi thời gian mà con thấy nó rất là kinh khủng. Rồi con không biết bám vào đâu, rồi con không biết mình vực dậy như thế nào. Và từng đêm là con đấu tranh với một cái chuỗi những cái suy nghĩ tiêu cực luôn cô Hương. Ở thời điểm đó, kinh tế gia đình đó là chủ yếu, con là cái người lo lắng cho cha mẹ, cho cả gia đình đúng không? Như vậy rồi khi mà con bị như vậy rồi đó, đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều. Thì như vậy lúc đó đó, ba mẹ sống bằng cách nào? Gia đình con là vốn cũng không có khá giả, luôn sống trong cái sự miệt thị của dòng họ rồi. Dòng họ bên nội rất là khi dễ gia đình con. Vì con cái vẫn nghèo, nhớ nghèo. Vì chữ nghèo. Thì con vẫn nhớ có một người ông của con nói là đến cuối đời mày không được cái nhà tường mày ở nữa. Rồi đến cái ngày con đậu đại học, mọi người cũng không tin là con đậu đại học. Con cứ bằng mọi cách là con phải xây dựng để cho mọi người thấy những cái lời mà mọi người nói không đúng. Rồi xong khi mà con xảy ra tai nạn á, thì lại thêm một phần gánh nặng cho gia đình. Thì thời điểm đó là cha phải theo suốt con 24/24. Tại vì ẩm nè, bồng rồi chăm sóc, rồi có những cái đó là cha theo mình 2 tháng ở trên bệnh viện, cha đỡ đần nên cha biết. Thì thời điểm đó cũng kinh tế khó khăn, thì mẹ mới quyết định, mẹ mới đi làm công nhân. Nhưng mà mẹ xin vào làm công nhân, đó là công nhân quét lá, công nhân vệ sinh cho công ty. Thì mẹ xin đi làm ca đêm đó cô Hương. Mình nằm trên giường bệnh mà 10 giờ mọi người là được chăn êm niệm ấm đi ngủ, mẹ con lại mặc áo mưa thui thủi mẹ đi làm. Vì con mà mẹ phải gánh vác những cái nhọc nhằn đó, mặc kệ nắng mưa hay gì không biết, nhưng mà 10 giờ tối là mẹ dắt xe lủi thủi mẹ đi làm. Vì mình, mẹ phải thức trắng đêm. Đôi lúc con muốn đó là mình tự giải thoát mình để không là gánh nặng cho cha mẹ nữa. Cũng như thời điểm đó để có tiền thuốc thang cho con thì cha con cũng phải chèn, nuôi thêm mấy trăm vịt đó cô. Nhưng mà thời điểm chuẩn bị sổ chuồng rồi thì người ta biết tối là cha sẽ có khoảng 1 tiếng để chăm con, rồi 1 tiếng ra chăm mấy cái bầy vịt đó. Thì cái lúc mà cha về lo cho con thì họ lợi dụng thời cơ đó để họ bắt vịt. Thì thời điểm đó là nhà con cũng mất vịt nữa, nên là con mới nói là vì mình mà cha mẹ mình cực nhiều quá. Nên thời điểm đó con có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực. Và 2 năm ở nhà con đã rơi vào trầm cảm. Gia đình con được mấy anh em? Dạ, gia đình con có 2 anh em, con với em trai con nữa. Em trai, lúc đó em trai ra đi làm chưa? Dạ, lúc đó em trai con ở trong đơn vị á, cũng đang đi lính nghiệp vụ công an. Rồi đóng ở trong đơn vị, gia đình cũng không báo. Rồi đến cái hôm mà em về phép thì em thấy con nằm như vậy rồi, cái biến cố con nó quá lớn như thế. Thì em con về nó cũng rất là xúc động, mà cái kiểu như nó còn nhỏ mà nó khóc mà đến độ khóc gào lên đó cô Hương. thì lúc đó con nghe tiếng em con khóc là mình cũng đã nhói ở trong tim từng đợt từng cơn. Tim mình không ai bóp nhưng mà nó nghẹn thắt lại luôn. Em thấy con như vậy thì em mới nói bây giờ em xin ra khỏi đơn vị luôn, không có đi theo ngành nữa. Thì gia đình cũng khuyên em cố gắng đi theo đi, rồi cũng khuyên em cũng ráng xin ra trực ở ngân hàng để em có thời gian đi đi về về chăm sóc con. Nên là cái thời điểm đó là cả nhà con cùng gồng gánh luôn chứ không riêng gì con. Vậy rồi ai là cái người khuyên nhủ con, ai là cái người để giúp cho con tạm thời thoát ra được những cái suy nghĩ đen tối đó? Đối với một cái người mà đã hoặc đang trong trạng thái trầm cảm, mọi người sẽ hiểu rằng đó là những cái cảm giác của một cái người trầm cảm nó kinh khủng lắm. Những cái cơn ác mộng, những cái suy nghĩ đó nó tìm đến, nó coi như mình vật lộn với nó một ngày không biết bao nhiêu trận. Nhiều lần con cũng cố gắng mình xây dựng cho mình một cái niềm tin đó cô Hương, rằng là cũng sẽ có phước chủ mai thầy. Rồi cũng theo cha mẹ đi chữa trị khắp nơi luôn, đi từ miền Đông đất đỏ đến miền Tây luôn. Thì con mới thấy là ai cũng lắc đầu hết, thì cái niềm tin mình không còn nữa, cái hy vọng cuối cùng cũng không còn, rồi bây giờ công việc cũng không còn, rồi mình thêm gánh nặng nữa. Thì thời điểm đó trong đầu con chỉ biết suy nghĩ đến cái việc chết, mình sẽ chết bằng cách nào, mình lên kế hoạch nó ra làm sao. Từng đêm đó là con phải đều chống chọi với tất cả những điều đó. Và con nhớ là trong cái thời gian mình bị trầm cảm, mình không kiểm soát được cảm xúc và hành động của mình. Con nằm là con bứt tóc con rất là nhiều, và thậm chí có những lúc con lấy hai tay của mình đấm thật mạnh vào hai chân của mình đến nó sưng vù lên luôn. Con nhớ là trong cái hôm con đấm chân mình thiệt là nhiều, thì tối đó con thấy mẹ là vuốt nhẹ lên những vết thương đó, rồi mẹ lấy dầu mẹ sức cho con, rồi mẹ thổi những cái làn hơi thật mát. Thì thời điểm đó con mới nghĩ lại rằng mẹ thương mình, mà bây giờ mình mà có chết đi rồi thì mẹ sẽ sống ra làm sao. Rồi thêm một cái chi tiết nữa đó là trong cái lần đi chữa trị ở Vĩnh Long á, đường vô nhà thầy thuốc nó nhỏ như thế này mà đường lầy lắm nên xe vào không được. Thì cái đoạn đó gần 2 cây số mà cha ẵm con trên cái vòng tay này đi từ ngoài vào nhà thầy thuốc, và đến là cha chỉ biết thở thôi. Rồi một lát thầy thuốc xem qua rồi cũng lắc đầu xua tay, rồi cha tiếp tục ẵm con về. Thì cái hành trình về con nằm trên cái vòng tay của cha, và con ốp vào trong cái ngực của cha, nên là từng cái nhịp thở, từng cái mệt mỏi của cha con cảm nhận được. Đôi lúc cha mệt cha xốc con lại vào lòng như thế này, cha không buông con ra, và giọt mồ hôi của cha rơi chạm vào trong da thịt của mình. Cái lúc đó có một cái điều gì đó như là khiến con tỉnh thức lại rằng đó là cha mình cũng rất là mệt, nhưng mà không bỏ trong cái hành trình mà mình đi tìm lại cái lẽ sống, tìm lại cái tia hy vọng. Thì nếu như vậy thì mình có ý nghĩ mình buông xuôi như vậy, mình có quá ích kỷ hay là không? Một hôm cha con mới đút con ăn cơm, và thậm chí thời điểm đó có lúc sai, hoặc là thậm chí cha mẹ phải nhai từng cái muỗng cơm để mớm cho con lại như một cái đứa trẻ luôn. Thì thời điểm đó là con nói là bây giờ mình không thể cựa cậy để mình có thể lấy một cái con dao gọt trái cây, hay là mình không thể trong phòng mình có cái vật thủy tinh hay gì đó, không có dây nhợ để mình thực hiện mấy cái kế hoạch khác. Thì chỉ có cái việc đó là mình sẽ khước từ những cái bữa ăn đó, mình tuyệt thực. Cái lúc mà cha cứ ép con ăn hoài thì con không có ăn. Thì con mới gạt tay cha ra và muỗng cơm nó văng tứ tung như thế này nè cô Xuân Hương. Thì cha con mới tức, cha con mới bổ mạnh như thế này. Rồi cha con mới nói đến con chó, nó không có gì ăn, nó còn đi ăn phân để nó sống. Tại sao con còn sống? Cha mẹ lo cho con mà con không ăn để con sống. Thì cái lúc đó cha con dỗ cái thiệt là mạnh, làm cho mình bị kéo lại. Con thấy là thương cha mẹ vì trong khoảng thời gian đó chịu đựng cùng với con. Rồi con nhớ trong một lần con lên cơn co giật, thì con bị cắn lưỡi và con bị tắc thở nữa. Khi mà cha nghe con ngừng thở rồi đó, thì cha mới lấy cái áo sơ mi trắng cha tính mặc cho con. Thì mẹ liền cái áo đó ra, mẹ không chấp nhận rằng con đã chết. Thì cái lúc mà mẹ chuẩn bị đắp chăn cho con á, thì sâu bên trong con thở nhẹ là một cái, thì lúc đó con như được hồi sinh trở lại. Rồi xong con thở nhẹ, rồi con hí mắt ra, xong con cũng nhắm lại. Sau này nghe mọi người kể thì con biết rằng đó là mình được hồi sinh thêm một lần nữa. Rồi sau này đến thời điểm này con tìm hiểu con mới biết đó là mình rơi vào cái chết lâm sàng. Thì con vẫn nghe một cái bài hát đó là không ai không sống quá một lần. Con nghĩ rằng mình phải trân trọng cái cơ hội này. Và chính cái giọt mồ hôi của cha, chính giọt nước mắt của mẹ và chính gia đình là một cái bệ phóng nâng con dậy, sốc tinh thần con để con vượt qua cái khoảng thời gian tăm tối đó. Và đến tận bây giờ con không thể không cảm kích và cảm ơn gia đình. Nếu như không có cha mẹ chắc con không có ngày như hôm nay. Cái chuyện chết lâm sàng á, là do con yếu quá hay là như thế nào mà lâm vô cái tình trạng đó? Dạ, cái thời điểm đó con không biết sao nhưng mà cơ thể con khi mà nạp thức ăn hay nạp sữa vào á cô Hương, thậm chí nước yến thì mình ăn một tí xíu một lát nó sẽ nôn ra hết. Mình không có tiếp nhận được thức ăn và khi mình nghe mùi thức ăn cái cảm giác nó rất là khó chịu. Nên là thời điểm đó con rất là gầy ốm, rồi con lên cơn co giật, rồi con cũng thiếp đi từ đó luôn. Trầm cảm, cái sự tuyệt vọng nó đã đi đến đỉnh điểm rồi. Thì làm sao để có thể có được là một Hoàng An bình tĩnh để nói chuyện vui vẻ như ngày hôm nay? Thật sự đó là để bước qua được cái cánh cửa mà tăm tối trong cuộc đời của mình đó, thì con nghĩ rằng phía sau mình đó là có cha và mẹ, là một cái bệ phóng rất là vững chắc, là sốc dậy tinh thần cho con, dắt con qua những cái giai đoạn khó khăn trong cuộc đời của mình. Nên là cha mẹ cứ níu kéo mình đi qua những giai đoạn trầm cảm mà luôn lúc nào cũng kề cận bên mình, không rời nửa bước. Ví dụ như là cha mà có bận gì đó là mẹ vào thai. Nên là thời điểm đó là có cha với mẹ thì con mới vượt qua được. Và cũng như là sau cái biến cố mà xảy ra con được chết đi sống lại, được hồi sinh đó, thì con nghĩ rằng đó là vũ trụ không tước đi cái mạng sống của mình, nghĩa rằng là cũng phải đặt để cho mình một cái sứ mệnh gì đó. Con phải tận dụng cái cơ hội này, con xây dựng lại mình thành một Hoàng An ngồi trên xe lăn. Mình vẫn sẽ là một cái người thầy của năm xưa, nhưng là người thầy ngồi trên xe lăn để truyền cảm hứng đến cho mọi người. Và khi mà con quyết định con tập ngồi, con chịu ngồi vào xe lăn, thì cái khoảnh khắc trước đó là thầy Huỳnh Văn Sơn và Khoa xuống tặng chiếc xe lăn, con để trong xó con đâu có chịu ngồi. Nhưng cái hôm mà con đã tỉnh táo trở lại á, thì con nói cha, con nhờ cha ẵm con bỏ con vào xe lăn đi. Thì cái khoảnh khắc đó con thấy cái niềm vui, cái sự hạnh phúc nó ẩn trong ánh mắt, lẫn trong nụ cười của cha mẹ. Và thậm chí là khi con ngồi vào xe lăn, cha mẹ vẫn kế bên. Rồi cha thì lo bóp chân, mẹ thì lo xoa vai ở phía sau. Và những cái chặng hành trình con đi sau đó, cha mẹ đều ở phía sau và bên cạnh con. Thì con nhờ gia đình mà con có thể vượt qua được cái cánh cửa cuộc đời mình. Rồi bây giờ mẹ làm gì? Còn đi làm công nhân nữa hay không? Hay là làm gì? Dạ, sau cái khoảng thời gian mà con vượt qua được cái khó khăn thì con cũng lạc quan hơn. Thì mẹ con cũng làm công nhân, nhưng mà mẹ con chuyển qua bộ phận đó là bên nhà ăn. Lại mẹ con đi giờ hành chánh chứ không có đi ban đêm, ban hôm như ngày trước nữa. Rồi sau này thì con cũng nói là bây giờ con không có như xưa nữa, nên là cha có thể đi làm hay gì đó. Thì sau này thì cái phần tiền mà ở khoa hỗ trợ mà đi chữa trị vẫn còn một ít, thì có mua bò để cho cha chăm thêm, vừa đi làm vừa chăm thêm để có cải thiện kinh tế. Nói chung là mấy năm nay khi con có tinh thần trở lại thì gia đình con đã chuyển qua một cái trang mới, nó tươi sáng hơn ạ. Bây giờ coi như là con đã khỏe mạnh lại rồi, khỏe mạnh về tinh thần, cả thể chất nữa. Mặc dù đôi chân của mình thì không thể nào nó phục hồi lại như xưa, nhưng mà bây giờ con đã quay trở lại công việc chưa? Dạ, hiện tại thì công việc đó với con đó là từ 2019 á, thì con được mọi người giới thiệu con làm ở bên mảng phát thanh, ở đài phát thanh Vĩnh Long. Thì con làm với tư cách đó là chuyên gia tư vấn tâm lý trên đó. Thì tính đến nay cũng được mấy năm. Đó cũng là cái nguồn kinh tế mà từ lúc mà con vực dậy đến hiện tại bây giờ. Rồi sau này cũng có một số đơn vị thấy con có năng lượng, thấy con có câu chuyện thì họ cũng mời con đến chia sẻ với học sinh, sinh viên. Và tính thời điểm bây giờ con đi cũng khoảng mấy chục đơn vị và con chia sẻ gần khoảng 20.000 người lắng nghe là học sinh, sinh viên. Và gần đây thì cũng có một trường đại học ở ngoài Đà Nẵng cũng mời con thỉnh giảng môn tâm lý học đại cương. Và con cảm thấy rất là vui, bởi vì thời điểm trước đó mình thấy nghĩ mình là người vô dụng rồi, mình mất tất cả rồi, tất cả cánh cửa đóng lại rồi. Nhưng mà khi con vượt qua được cái cánh cửa tối tăm, có thể là những cái cánh cửa sau này, những cơ hội việc làm nó không được rộng thênh thang như những cái cánh cửa mà mình đã từng có được. Nhưng mà những cái cánh cửa đó là những cái cánh cửa nó mang màu sắc, nó mang tia ánh sáng đối với con. Và đợt vừa rồi thì con cũng dạy online cho 3 lớp ở ngoài Đà Nẵng. Tức là kể từ khi mà con đã hồi sinh, yeah, ha, thì nó lan tỏa đến mức nào? Có những người bạn nào mà từ một cái tuyệt vọng mà nhờ con rồi trở nên nó là bình thường trở lại không? Dạ có rất là nhiều cô Hương. Nghĩa rằng đó là có những cái người họ cũng rơi vào những cái trầm cảm nhẹ đi. Họ cũng biết con cũng từng bị trầm cảm rồi vươn lên trong cuộc sống, thì họ tự tìm đến Facebook của con nhờ con tư vấn. Cũng khoảng mấy chục người là nhờ con hỗ trợ cả online và thậm chí hỗ trợ ngoài trực tiếp khi đến nhà con luôn. Thì con nâng đỡ thì họ cũng đã vượt qua được những cái trầm cảm, những cái khó khăn trong cuộc sống của mình. Và thậm chí cũng có một cái người chị năm mươi mấy tuổi rồi, nhưng mà lỡ kêu chị rồi, nhưng mà chị cũng là Phật tử, chị cũng bị khiếm khuyết về hai chân. Chị đi nạn cái chân rất là teo nhỏ và chị cũng ở một mình. Rồi trong cái hôm nọ chị gọi điện, chị nói với con: An ơi, hôm nay chị đi chị té hoài. Mỗi lần chị té chị khóc như đứa con nít vậy đó. Rồi con thấy như vậy xong cái con nhờ người mà kết nối để đưa con xuống để thăm chị. Tại vì khoảng cách giữa nhà con chị cũng khá xa. Khi xuống cái con nắm tay chị, rồi con trò chuyện, con truyền cảm hứng động lực cho chị. Cái con mới nói là bây giờ là mình phải thích nghi nó, chứ không phải là mình oán trách nó hay là để mình giải quyết bằng nước mắt nữa, mà mình phải thích nghi để mình xem cái sự kiên cường ở bên trong mình như thế nào. Bởi vì con nghĩ rằng sâu bên trong mỗi người, ai cũng có khó khăn riêng, ai cũng có những cái chướng ngại hay là những cái biến cố trong cuộc đời. Cái quan trọng đó là mình có dám bước qua được cái cánh cửa mà tối tăm của cuộc đời mình để mở cho mình những cánh cửa khác hay không. Thì xuống dưới con cũng kết nối với Mạnh Thường Quân. Con làm cho chị những cái thanh tay vịn quanh khắp nhà, những nơi mà chị thường đến đó. Rồi cái nơi mà chị hay đến để lễ Phật với đọc kinh á, con làm cho chị rất là chắc chắn và chị rất là vui. Những cái thanh sắt mà con làm cho chị đó để chị đi cho nó vững vàng hơn, không bị té, gọi là cái gì không? Tại vì con nghĩ rằng đó là bản thân con là ngồi xe lăn, con không thể nâng đỡ chị hay là có thể dìu dắt chị bước qua những cái đoạn đường mà trắc trở. Thì con nghĩ rằng đó là mình sẽ hàn những cái thanh tay vịn đó để mỗi lần chị có thể vịn vào như mình. Và những Mạnh Thường Quân đang chìa những cái cánh tay ra để nâng đỡ chị. Chị nói là mỗi lần nhìn vào á, chị cảm thấy cuộc sống này nó ý nghĩa lắm. Mà chị đi chắc chắn chị không còn té nữa, bởi vì chị tin rằng em với mọi người vẫn bên cạnh chị. Đó, cho nên đó, cô muốn hỏi vậy là vì trong đầu cô nghĩ đó là những cái thanh sắt đó gọi là những bước đi vững chắc trong cuộc đời. Cô nghĩ rằng đây là một câu chuyện rất là thú vị, và cuộc đời của con có thể tạm gọi là một cuộc đời đáng sống. Vậy thì có bao giờ con nghĩ rằng con sẽ viết cái câu chuyện của con thành sách, ngoài cái chuyện mà con dùng cái kiến thức về cái cuộc đời của con để con lan tỏa đến cho mọi người, thì có khi nào nghĩ rằng con sẽ có một cuốn sách để cho mọi người đọc không? Dạ, đó là dự định trong tương lai của con. Bởi vì mấy tháng gần đây thì con cũng đã thử sức mình với con đường viết lách. Và trong cái chuỗi hành trình mà con đi tư vấn tâm lý, con thấy nhiều người hiện nay gặp những cái vấn đề tâm lý nhiều quá. Và con thấy các bạn trẻ ngày nay dễ bị buồn lắm cô Xuân Hương. Nên là trong năm vừa rồi, con với một cái người chị cùng học tâm lý với con đã ra cái quyển sách đó là Làm Lành Với Nỗi Buồn, dành cho những người nào mà rơi vào trong nỗi buồn để có một cái người bạn tâm tình. Thì trong cái quá trình mà những tháng gần đây con tham gia những cuộc thi viết nữa đó cô Hương, thì con thấy mình viết cũng dần trở nên chắc tay hơn. Nên là con hoạch định trong tương lai của mình, nếu như kịp thì trong năm 2024 thì con sẽ ra một cái quyển sách để có thể những người rơi vào trong biến cố hay là gặp những cái hoàn cảnh tương tự như mình, hoặc chí ít họ đang không biết đâu là điểm tựa để họ có thể vượt qua, thì đây như một cái món quà tinh thần con gửi đến cho mọi người. Nếu như con không đủ sức thì con sẽ cố gắng đến năm 2025 là con phải ra cái quyển tự truyện để mình trao đến mọi người. Hành trình của bản thân đúng không? Dạ. Cô nghĩ rằng con đã có quá nhiều kinh nghiệm. Dạ. Thứ nhất là kinh nghiệm về cuộc đời mình, thứ hai là kinh nghiệm qua những người mà đã được con tư vấn. Và đồng thời con là một người rất là sâu sắc. Cái khả năng về văn chương của con á, nó gần như là một nhà văn. Thì cô nghĩ là sớm hay muộn là do ở cái thời gian con có nhiều hay ít thôi. Chứ còn mà về khả năng để mà nó hình thành thì cô nghĩ là chắc chắn là nó sẽ hình thành, với lại sự quyết tâm của con nó quá là mạnh mẽ. Khi mà mình vượt qua được những cái tăm tối đó thì con thấy rằng phía sau cái hành trình của mình nó còn nhiều cái cánh cửa nhỏ khác nữa. Thì ngoài cái chuyện đó là viết sách thì con cũng sẽ tiếp tục duy trì cái quỹ Bước Chân Nhân Ái của mình để giúp những người đồng cảnh như mình. Cũng như là sắp đến con sẽ hỗ trợ cho những người đồng cảnh như mình để có những cái món quà Tết nè, rồi thậm chí là với những ai mà nằm một chỗ hay là không có xe lăn thì con sẽ tiếp tục mang xe lăn, mang những cái món quà vật chất và tinh thần đến cho với những cái người đồng cảnh như mình. Và một cái ước muốn nó vượt xa hơn một tí xíu, đó là con sẽ cố gắng mang những cái lớp học không đồng bằng những cái kiến thức, bằng những kinh nghiệm, trải nghiệm của mình để có thể đến để chia sẻ cho học sinh, sinh viên ở một số vùng sâu, vùng xa. Con hy vọng chân của mình đó là chân cứng đá mềm để mình có thể tiếp tục cái hành trình gieo cái tia hy vọng, gieo cái mầm xanh cho các bạn nhỏ. Nhưng bây giờ trong cái hoàn cảnh hiện tại con so sánh, con thấy được và mất giữa trước và sau cái tai nạn là như thế nào? Nếu mà đưa lên bàn cân so sánh thì con thấy mình mất lớn nhất đó là mất cả một cái hành trình mình cố gắng mười mấy năm trời để mình chinh phục cái ước mơ đó. Và thậm chí hiện tại bây giờ cái ước mơ đó nó vẫn cháy bỏng trong con, là con cũng muốn tiếp tục đi dạy để truyền lửa để cho thế hệ học sinh. Thì đến hiện tại bây giờ thì con thấy là con mất đi cái ước mơ đó, để mất đi cả cái ước mơ của cha mẹ mình. Đó là cái mất lớn nhất. Thì mất cái nữa đó là mất cái đôi chân khỏe mạnh. Nhưng mà bù lại con được rất là nhiều. Thứ nhất đó là con được những cái trải nghiệm trong cuộc sống. Và so với thời điểm trước con oán trách, nhưng mà tính tới thời điểm bây giờ con cảm ơn biến cố. Nếu như nói ra cái từ cảm ơn biến cố mọi người không tin, nhưng mà với con phải thật sự biết ơn nó. Bởi vì nhờ nó con mới sống tỉnh thức hơn. Nhờ nó mình mới nhìn mọi chuyện nó đa chiều hơn, nó có chiều sâu hơn. Và thậm chí khi có biến cố xảy ra thì con có thêm nhiều cái vốn sống, nhiều cái chất liệu để có thể là cái hành trang để cho mình viết lách sau này. Và cái điều con tâm niệm nhất đó là ở trong cái hoàn cảnh mà có khó khăn, có bi đát đi chăng nữa thì mình cũng đừng có ý nghĩ buông xuôi hay bỏ cuộc. Bởi vì cha mẹ mình sinh ra cho mình mang cái phận người, đó là đã là một cái diễm phúc rồi. Và con nhớ có một cái câu con rất là tâm niệm, đó là đến ngọn rau cọng cỏ còn vươn mình để sống, huống gì mình là cả con người. Nên là đối với những ai ở ngoài kia gặp khó khăn, biến cố, gặp những cái trắc trở gì đó, rất mong mọi người hãy giữ cho mình được một cái niềm tin rằng bước qua cánh cửa tăm tối, đằng sau sẽ là tia sáng ở cuối đường hầm. Cảm ơn Hoàng An rất là nhiều. Kính thưa quý vị, những lời cuối cùng của Hoàng An giống như là cương lĩnh của chương trình Bước Qua Cánh Cửa vậy. Xuân Hương đến với chương trình này thật ra không phải là chỉ để tìm hiểu từng hoàn cảnh, từng số phận, để rồi những số phận đó lan tỏa đến cho mọi người, mà trong đó Xuân Hương còn học rất là nhiều bài học. Mà hôm nay bài học của Đặng Hoàng An đã làm cho Xuân Hương vô cùng ngưỡng mộ. Cô Xuân Hương chúc cho Hoàng An luôn luôn sống thật là nhiều nghị lực, thật là nhiều lửa để truyền cái lửa sống đến cho mọi người. Kính thưa quý vị, và chương trình Bước Qua Cánh Cửa với nhân vật Thạc sĩ Đặng Hoàng An đến đây xin tạm dừng. Xuân Hương và Thạc sĩ Đặng Hoàng An trân trọng kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại.